thì bốn số cấp trục cộng. Thì các bạn nên gọi bốn số đấy có dạng là x trừ 3k, x trừ k, x cộng k. Đọc tiếp số cuối cùng nào. X cộng mấy? 3k. Đó, gọi như này. Là không sai ở đây là khoảng cách giữa các số hạng liên tiếp, hai số liên tiếp với nhau bằng mấy? 2k đúng không? Tổng hiệu hai số hạng liên tiếp bằng 2k đúng không? Vậy không sai, đây là 2k nhá, đây là 2k nhá. Đó, gọi như này thì trong một đối xứng này, trong một đối xứng thì nó mình cộng trừ nhân chia lại với nhau là chi tiêu nhiều thứ. Đó, bốn số mình gọi như này nhá. Không ABC nhá, ABC dài lắm. Rồi, tiếp tục bài thi xử lý. Đây thì bài cho là biết tổng của chúng, tổng là các cộng đúng không? Tổng của bốn cái này cộng với nhau. X trừ 3k, x trừ k, x cộng k, x cộng 3k bằng 14. Thì trừ k cộng k hết, trừ 3k cộng 3k hết. Đó, ở chi tiêu là hết luôn. Đây mình còn lại là 1 2 3 4x. 4x bằng 14. Từ đây bạn tìm được x. X bằng 14 chia 4. 14 phần 4 7/2.